Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Chị Bình, Nhật Kim Anh mặc áo bà ba xuất hiện gây náo loạn Sadek. Cần đến rất nhiều bảo vệ. Sự xuất hiện của Nhật Kim Anh tại một sân khấu ở Sadek khiến khán giả bất ngờ và hào hứng. Với vai Thị Bình trong phim Tiếng Sét Trong Mưa, Nhật Kim Anh đang nhận được rất nhiều sự quan tâm yêu mến từ phía khán giả, đặc biệt là khán giả miền Tây. Vai diễn đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Nhật Kim Anh sau nhiều lùm xùm về mất tiền và ly hôn. Trong phim, cô vào vai một người hầu nhưng được cậu ba giàu có yêu thương. Cũng chính từ đây, cô bị ganh ghét và liên tiếp gặp những tai họa từ trên trời rơi xuống. Phim có sự tham gia của Cao Thái Hà, Hứa Minh Đạt, Nê Bê Na. Tối ngày hôm qua 22 tháng 9, Nhật Kim Anh xuất hiện tại một sân khấu ở Sadek. Sự xuất hiện của Nhật Kim Anh diện chiếc áo bà ba giống hệt Thị Bình trong phim. Khán giả ngay lập tức quay quanh xin chữ ký cũng như muốn nhìn thấy rõ cô bằng xương và thịt ngoài đời. Trước đó, MC của chương trình đã cố tình giấu đi sự có mặt của giọng ca Lâu Đài Cát, hòng tạo sự bất ngờ cho khán giả. Ngay vừa bước chân xuống sân khấu, hàng trăm khán giả đã vỡ òa khi thấy sự xuất hiện của Thị Bình. Ngoài đời, cô thể hiện ca khúc Sóng Gió Đời Em. Tất cả đều hò reo và phấn khích tột độ trước sự xuất hiện của thông báo trước của Nhật Kim Anh. Lực lượng an ninh đã có rất cố gắng để nữ ca sĩ có thể hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn của mình. Trước sự hò reo của khán giả, Nhật Kim Anh xúc động và lặng đi vài phút. Phía dưới khán đài, người hâm mộ tập trung và thả mình theo giọng cảm xúc của Nhật Kim Anh. Đến khúc cuối, tất cả khán giả đồng loạt đứng dậy và cùng hòa theo giọng hát của Nhật Kim Anh. Khi đó, Kim Anh bị choáng ngợp bởi tiếng hò reo, vỗ tay của khán giả. Đã nhiều năm đi diễn, đứng trên hàng trăm sân khấu lớn nhỏ nhưng hiếm có sân khấu nào để mang cho chị nhiều cảm xúc đến như vậy. Nữ ca sĩ chưa hết xúc động, Nhật Kim Anh chia sẻ. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.